Phong Thủy Thái Nguyên xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú và anh chị đang theo dõi kênh tư vấn hồ sơ phong thủy của Phong Thủy Thái Nguyên. Trong chuỗi các video này thì Bí Chung, em là Bí Chung trợ lý của Thầy Thái Nguyên, sẽ xin phép chia sẻ đến các cô chú, anh chị và các bạn những cái kiến thức khác liên quan đến bộ môn phong thủy cũng như bộ môn liên quan đến hình thế trong phong thủy, đặc biệt là các cái yếu tố mà tác động từ phía bên ngoài đến với cái môi trường sống và không gian sống của chúng ta, chính là cái ngôi nhà. Vậy thì theo các cô chú, anh chị, chúng ta đều biết rằng là với một cái ngôi nhà, cái không gian sống và môi trường sống, để làm sao cái yếu tố về các khí đắc lợi của chúng ta ở trong đó để giúp cho bổ trợ cho thân vận, sức khỏe của bản thân chúng ta và các thành viên trong gia đình, thì không thể thiếu được cái yếu tố liên quan đến thiên thời địa lợi, tức là các yếu tố tổng quan kết cục của bên ngoài nó cần phải đắc, yếu tố về phong thủy cũng như là các cái nội cục của bên trong ngôi nhà chúng ta cũng cần phải tốt về phong thủy, thì điều đấy nó mới kết hợp tạo ra cái yếu tố môi trường sống và không gian sống nó lành mạnh và tốt nhất cho đối với chúng ta sống trong ngôi nhà đó. Tuy nhiên một điều đó là trong quá trình yếu tố về quy hoạch đô thị, quy hoạch thẩm mỹ cũng như trong quá trình chúng ta kiến tạo xây dựng, lựa chọn cái mảnh đất để chúng ta xây dựng ngôi nhà, hay chúng ta trong quá trình xây dựng tô tạo sửa chữa ngôi nhà, thì hay là lập hướng đối với ngôi nhà mới, thì vô tình chúng ta không nắm được những nguyên tắc quan trọng trong phong thủy mà gây ra đến yếu tố đó là phạm sát, và những cái sát khí đó là ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi nhà chúng ta, chính cái môi trường sống và con người chúng ta nhỏ bé giữa thiên nhiên vũ trụ, ở trong môi trường đấy, ở trong cái không gian đấy, và chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều đến yếu tố phong thủy nó không được đáp cách. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến những cái yếu tố sát khí đến từ phía bên ngoài tác động đến ngôi nhà của chúng ta, tức là ngoại sát khí từ phía bên ngoài tác động đến ngôi nhà chúng ta và đã tạo ra những ảnh hưởng gì, cũng như là chúng ta sẽ cùng liệt kê ra xem là những cái yếu tố sát khí gì bên ngoài để ảnh hưởng đến cái ngôi nhà chúng ta. Và chuỗi các video sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích đến các yếu tố nội cục trong ngôi nhà chúng ta, cách bố trí, cách cục, các cái không gian, các cái khối công năng mà nếu như không có sự tính toán chặt chẽ trong yếu tố kiến trúc phong thủy thì cũng sẽ tạo ra những yếu tố sát khí rất là lớn. Trong chuỗi video này chúng ta sẽ nói đến cái phương án đầu tiên, đó là những cái ngoại sát khí tác động đến ngôi nhà chúng ta như thế nào. Trước đó thì xin vui lòng các cô chú anh chị chúng ta cùng bấm nút đăng ký kênh cũng như bấm nút chuông để mà có những video mới Phong Thủy Thái Nguyên chia sẻ thì các cô chú anh chị cũng có thể là đến tiếp nhận, lắng nghe cũng như là so sánh đối chiếu với yếu tố không gian và phong thủy của ngôi nhà mình nó có được tốt hay không. Chúng ta đến với cái video đầu tiên, chúng ta phân tích đến yếu tố một trong những cái sát khí rất lớn mà trong cuộc sống chúng ta có thể bắt gặp phải, đó là thiên trảm sát. Đối với thiên trảm sát chúng ta có thể hiểu đó là thiên có nghĩa là trời, đúng không ạ? Trảm sát có nghĩa là vết trảm từ phía trên xuống và đã tạo sát khí. Như vậy chúng ta có thể hiểu là thiên trảm sát nó giống như một vết đao chém từ phía trên trời mà trảm xuống mà đến với cái chủ thể là ngôi nhà chúng ta, và nếu như ngôi nhà chúng ta các chị bước ra khỏi cửa nhìn thấy một cái yếu tố sát đó là thiên trảm sát thì rất là bất lợi đối với yếu tố phong thủy nhà mình. Thiên trảm sát nó được hình thành như thế nào? Thiên trảm sát được hình thành dựa trên cái việc đó là hai cái vách cao của cái nhà cao tầng hoặc hai cái vách cao của hai ngôi nhà tiếp giáp với nhau và tạo ra một cái khe hở ở giữa, và khe hở này khiến cho cái tốc độ lưu thông khí rất là rít, rất là sát của cái yếu tố dòng khí chảy, khiến cho cái việc đó là nếu như ngôi nhà chúng ta mà lại mở cửa ra và nhìn thấy ngay cái khe hở của cái dòng khí đó thì cái việc nó sát khí nó sẽ ập đến trực tiếp đến với ngôi nhà của mình. Do đó nếu như bước ra khỏi cửa mà các cô chú anh chị chúng ta nhìn thấy phía đằng trước là hai cái tòa nhà cao tầng nó xây sát nhau chẳng hạn và đã tạo ra một cái khe hở ở giữa, khe hở ở giữa này khiến cho dòng khí nó chảy qua và nó tạo ra cái dòng khí rất sát đối với cái trực đến với cái cửa nhà mình, thì đấy là một trong những hình thế sát. Hay là trong cái việc quy hoạch đô thị, những cái ngôi nhà nó san sát nhau, tuy nhiên rằng là cái yếu tố rằng là những ngôi nhà nó san sát nhau nhưng vẫn tạo ra cái độ hở khe, khiến cho cái việc khi chúng ta bước mặt ra ngoài cửa chúng ta lại nhìn thấy ngay cái khe hở giữa hai ngôi nhà tiếp giáp với nhau như này và tạo ra một khe hở như thế, thì cái việc mà khi mà dòng khí nó ập đến và đi qua cái khe hở đấy và khiến cho cái việc là ngôi nhà của chúng ta hứng chọn cái dòng khí sát, thì đấy gọi là thiên trảm sát, là một trong những cái sát khí đặc thù mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay trong cuộc sống hàng ngày. Hay đối với cái việc là chúng ta thi công xây dựng mà vô tình lại tạo ra cái dòng cái khe hở giữa hai ngôi nhà, và ngôi nhà càng cao khe hở càng hẹp thì dòng khí nó càng sát và mang lại cái sát thương rất lớn đối với cái yếu tố phong thủy trong ngôi nhà của mình. Đối với việc ngôi nhà mà phạm phải thiên trảm sát thì các thành viên trong ngôi nhà thường có tính khí rất là nóng nảy, đặc biệt là đàn ông trong nhà thường có tính khí nóng nảy và dễ xảy ra việc khắc khẩu xích mích giữa các thành viên trong ngôi nhà, khiến cho cơm không lành canh không ngọt, khiến cho cái việc là những cái tai ách có thể xảy đến với ngôi nhà đó, đặc biệt là các thành viên sống trong ngôi nhà mà vào những năm mà có thể là đến hạn tuổi, ví dụ như là vào những năm tam tai hay vào những năm mà thái tuế đến vận thì cũng có thể là bị ảnh hưởng càng nhiều hơn đối với yếu tố phong thủy của nhà. Do đó rằng là chúng ta cần phải chú ý trong cái việc kiến tạo, xây dựng hay là kiến trúc ngôi nhà trong cái việc lập tọa hướng hay là trong cái việc chúng ta xây dựng ngôi nhà thì tránh tuyệt đối cái yếu tố đó là tạo ra cái hướng nhà mà nó đón trọn vẹn cái yếu tố về thiên trảm sát phía trước, thì việc này nó hoàn toàn bất lợi cho ngôi nhà của mình. Đặc biệt là với những ngôi nhà như các cô chú anh chị biết nó vào những năm mà chúng ta có thể xét đến, và những năm mà những hung tinh mà đáo đến hướng của ngôi nhà đó, ví dụ như vào những năm ngũ hoàng đại sát mang yếu tố là sát thương cũng như những cái tai ách, những cái thị phi hay những chuyện kiện tụng, đặc biệt là có thể mất người mất của đến với ngôi nhà chúng ta, và đặc biệt ngôi nhà đến bước cửa ra lại nhìn thấy ngay thiên trảm sát, thì đấy là một trong những bất lợi vô cùng. Hay vào những năm mà nhiễm bệnh phù đào đến hướng là sao chủ về bệnh dịch, chủ về bệnh hoạn, chủ về những cái thương đau bệnh tật ốm yếu mà lại đến với hướng ngôi nhà chúng ta, mà khi bước ra khỏi cửa chúng ta lại nhìn thấy ngay cái thiên trảm sát, thì cái dòng khí đó nó cực độc, nó lại càng ảnh hưởng đến ngôi nhà chúng ta càng nhiều. Hay vào những năm mà tam đích đáo đến ngôi nhà, tam đích là sao chủ về thị phi, chủ về cãi cọ, chủ về kiện tụng, chủ về những cái xung đột mâu thuẫn mà đến với hướng ngôi nhà chúng ta mà gặp ngay cái thiên trảm sát này, thì cái ngôi nhà chúng ta chắc chắn vào năm đấy nó lại càng có nhiều chuyện thị phi, càng có cái nhiều chuyện và cãi cọ xảy ra trong gia đình, có thể trong, có thể ngoài, ảnh hưởng đến kiện tụng giấy tờ mà có thể là đi tù. Do đó là cái việc mà khi trong quá trình của chúng ta làm nhà hay trong quá trình của chúng ta lựa chọn cái cách cục đất, nếu như phía đằng trước mà vô tình đã rơi vào cái trạng thái là thiên trảm sát rồi thì tuyệt nhiên chúng ta nên tránh cái việc này. Hay đối với trong ngôi nhà ngoài cái cửa chính thì các cái hệ thống cửa lách hay cửa sổ, nếu như vô tình chúng ta lại cũng gặp phải cái trạng thái thiên trảm sát này, thì những điểm lấy khí là cửa lách hay cửa sổ đó thì đều có những cái bất lợi không tốt đối với các thành viên sống trong ngôi nhà. Ví dụ như là mở cửa sổ ra thấy thiên trảm sát thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến yếu tố sức khỏe, ngủ trong phòng ngủ đó. Các cái hệ thống cổng cửa khác mà dính phải cái hệ thống sát thiên trảm sát này thì cũng không hề tốt chút nào. Thì các cô chú anh chị vô cùng là chú ý tuyệt đối trong cái việc chúng ta lựa chọn một cái môi trường sống, tức là ví dụ như là mua một ngôi nhà ở rồi, chúng ta bây giờ mua lại ngôi nhà đó và chúng ta sửa sang lại chúng ta ở, thì tuyệt đối cần phải chú ý cái việc quang cảnh trước ngôi nhà, hình thế loan đầu ngôi nhà như thế nào. Nếu như gặp phải cái trạng thái thiên trảm sát, tức là cái khe hở giữa hai cái nhà cao tầng hay khe hở giữa hai cái ngôi nhà mới dựng lên tạo thành một khe hở và trực thẳng đối với cửa nhà chúng ta, thì tuyệt đối chúng ta nên cần phải tránh, và nếu như không mua thì càng tốt, vì rằng là cái yếu tố thiên trảm sát đó nó cố định và chúng ta cũng rất khó để có thể là thay đổi được cái cách cục đấy. Không lẽ chúng ta bắt hai cái nhà cao tầng đập bỏ đi để hóa giải cái sát khí đó sao, hay là bắt cái nhà đối diện đập bỏ đi để mà hóa giải cái thiên trảm sát đấy, thì không thể. Do đó chỉ có cách để chúng ta nên không lựa chọn cái ngôi nhà này để tránh cái việc là sát khí nó phạm hung, thì nó không hề tốt chút nào. Trong cái việc nếu như vô tình ngôi nhà đó chúng ta đang ở rồi, và trong cái quá trình mà thi công xây dựng quy hoạch thì phía đằng trước người ta lại xây dựng hai ngôi nhà mà nó sát với nhau và tạo ra khe hở như thế, thì tuyệt nhiên nếu như mà có cơ hội chúng ta đánh giá đến cái yếu tố vận khí tổng quan cũng như là cách của bên trong bên ngoài, nếu như ngôi nhà không đáp thì tuyệt đối chúng ta nên bán đi và tìm một cái nơi ở mới sao cho tốt hơn. Nhưng nếu trong trường hợp chúng ta không thể chuyển đi được và vẫn phải xử lý đến yếu tố sát khí này, thì đối với thiên trảm sát chúng ta xử lý như nào? Đối với thiên trảm sát, nếu như trong trường hợp mà chúng ta bắt buộc cần phải xử lý thì chúng ta cần phải xử lý nó với cái phương án đó là chúng ta sử dụng cái gương gọi là gương bát quái bố đào cầu lồi. Thì đối với cái việc chúng ta sử dụng gương mà có cầu lồi thì cái việc đó đối với cái phần gương cầu lồi nó sẽ mang cái mục đích đó là phản lại cái dòng sát khí khi mà đến với ngôi nhà chúng ta. Đặc biệt với cái thiết kế bằng chất liệu gỗ đào và có hình đồ hình tiên thiên bát quái cũng như là quẻ các cái quẻ trong đồ hình tiên thiên bát quái cũng như hệ thống các tinh vân kiểu tinh ở trên mặt đồ hình, nó mang yếu tố về kỵ tà hóa sát, thì cũng mang những công hiệu rất lớn trong cái việc đó là hóa giải cái sát khí do thiên trảm sát tạo ra. Ngoài ra với cái việc những ngôi nhà mà gặp phải những cái hiện tượng sát như thế thì các cô chú chị cũng lưu tâm có thể sử dụng một cái vật phẩm đó là bạch ngọc thạch cảm đương. Đối với cái pháp khí bạch ngọc thạch cảm đương được thiết kế trên cái chất liệu đó là phiến bạch ngọc và được khắc cái dòng chữ thái sơn thạch cảm đương trên và đồ hình âm dương bát quái. Đối với cái mực đỏ chu sa ở trên cái phiến đá thái sơn thạch cảm đương này cũng mang yếu tố năng lượng dương rất là tốt để hóa giải cái việc ngôi nhà của mình, hướng nhà mình hoặc là trước cửa nhà mình nó phạm phải thiên trảm sát, thì các cô chú anh chị nên lưu tâm và sử dụng những pháp khí trên để hóa giải đối với trường hợp nhà mình. Trong trường hợp lý tưởng nhất thì chúng ta không nên lựa chọn cái môi trường sống và không gian sống như thế mà chúng ta nên chuyển đi. Còn nếu trong trường hợp chúng ta không thể tránh được thì chúng ta nên sử dụng pháp khí trên để mà sử dụng. Lưu ý vật phẩm phong thủy cần phải trải qua các phương án liên quan đến khai quang, nạp chú, xem ngày giờ sử dụng cũng như sử dụng đúng vị trí thì vật phẩm mới phát huy công hiệu cách tốt nhất. Để mà hỗ trợ chi tiết thì các cô chú anh chị có thể là để lại họ tên cộng với lại là ngày tháng sinh, cộng số điện thoại dưới phần bình luận cũng như câu hỏi cần giải đáp. để đội ngũ trợ lý của Công ty Thủy Nguyên có thể hướng dẫn các cô chú anh chị một cách tốt nhất, hoặc các cô chú anh chị cũng có thể gọi đến số 1900292 bệnh nhân số 1 để gặp các trợ lý tư vấn về vật phẩm thủy cũng như hỗ trợ hướng dẫn các cô chú xử lý cái trường hợp sát trên nếu nhà mình đang gặp phải. Ngoài ra, để chi tiết hơn nữa thì các cô chú anh chị nên lưu tâm có thể là mời trực tiếp chuyên gia của Công ty Thủy Nguyên đến để khảo sát với ngôi nhà của mình để đưa ra cái hình thế cách cục cũng như là phương án hóa giải đánh giá yếu tố vật khí thì nó sẽ trở nên tốt nhất đối với cái trường hợp hóa giải yếu tố phong thủy của ngôi nhà mình. Do đó rằng là hơn hết cả đó chúng ta là những cá nhân nhỏ bé trong vũ trụ này, do đó chúng ta ứng dụng phong thủy trong cuộc sống bằng cách chúng ta đương theo cái sự thuận thiên của vũ trụ, sự theo thuận thiên của trái đất. Bởi vậy cho nên rằng là cách tuyệt đối nhất là chúng ta lựa chọn một không gian sống và môi trường sống một cách nó hoàn hảo thì nó sẽ trở nên tốt hơn. Do vậy thì là các cô chú anh chị cũng hoàn toàn có thể lưu tâm đến cái việc khi chúng ta có một mảnh đất mới muốn xây dựng một cái dương cơ, một ngôi nhà mới thì các cô chú anh chị cũng có thể liên hệ đến đội ngũ trợ lý của Công ty Thủy Nguyên để được chúng tôi tư vấn hỗ trợ cũng như là khảo sát và đặc biệt là thiết kế lên cái môi trường sống, không gian sống của ngôi nhà anh chị thì nó sẽ trở nên tốt hơn cả, để tránh cái trường hợp đó chúng ta đã mất tiền xây nhà, mất tiền làm lên nó rồi và cuối cùng nó lại phạm sát từ bên trong đến bên ngoài thì điều đấy không hề may mắn chút nào, đúng không ạ? Xin cảm ơn và cũng như hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị trong chuỗi những video tiếp theo. Xin chào.